Đây. Smart Snacks. Chú bé chú rắn rất bé nhưng hung dữ. Hung dữ như là thôi mà à, im. Im đủ. Mày thò thò tay vào nó cắn cho mày coi. Đấy, thò tay vào xem. Thấy nó ngóc đầu chưa? Mày hết con này nó giữ lại. Phải quay phim nó lại. Xem nó là giống rắn gì. Anh Tuấn bảo đây là rắn cỏ. Đi xò tay vào nó bực cùng xem. In. Đấy. Đọc em cho tay vào dẫn bột cho phát đi. Thôi con này nó dữ lắm. Dữ lắm thôi ạ. Ông Liêm bố thò tay vào cho nó cắn. Đấy. Vươn lên đấy. Khiếp rồi. Giờ không làm phi cắn nữa, khiếp rồi. Không biết nó ăn gì mà nuôi đây. Mày ăn gì? Ê, bây giờ hết dám cắn rồi. Mẹ nãy sờ vào cái này phi kinh lắm. Mày phải thuần dần đi chứ. In một treo này xem nào. Rất là hung lắm. Giòn cạp. Phi đấy. Má. Xin phi chúng ta vậy. Phi đi. Cắn đi. Cắn ta đi. Gì dạ. Cắn ta đi. Cắn ta đi. Mắt đẹp. Không hết. Thôi sau tay mà nó lại bợp cho phát. Mày bợp phải chảy máu đấy. Bợp phải chảy máu đấy. Hầu chưa. Vươn lên này. Vươn lên. Nhìn mắt rất đẹp. Hiền. Giá tí tỏi. Hiền chưa? Nhìn hiền chưa? Nhìn cô tia chưa? Phi lên. Bé quá. Nhồi quá. Đúng. Con bắt nó đi. Và anh Thuận nó bóp phát thì chỉ có chết. Nhờ thôi nhờ. Vẫn thôi. Đấy chưa? Đấy nhá. Thôi bố bà làm việc này. In. Im mà treo này xem nào. Rất là hung lắm. Giòn cạp. Là phi đấy. Má. Xin phi chúng ta vậy. Phi đi. Cắn đi. Cắn ta đi.
Cắn ta đi, cắn ta đi, mắt đẹp. Khiếp rồi, giờ không làm phi cắn nữa, khiếp rồi. Không biết nó ăn gì mà nuôi đây. Mày ăn gì? Ê, giờ hết hết dám cắn rồi. Mẹ nãy sờ vào cái này phi kinh lắm. Mày phải thuần dần đi chứ. Không hớt. Thôi, sau tay vào nó lại bợp cho phát. Mày bợp phải chảy máu đấy. Bợp phải chảy máu đấy. Ngầu chưa? Vươn lên này, vươn lên. Nhìn mắt rất đẹp, hiền. Anh Tuấn bảo lê rắn cỏ. Đi xoa tay vào nó bực cùng xem. In 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 in. Đấy. Đọc em xoa tay vào sẽ bực cho phát đi. Thôi con này nó dữ lắm. Dữ lắm thôi ạ. Ông Liên bố thoa tay vào cho nó cắn. Đấy, vươn lên đấy. Đấy. Smart Snacks. Chú bé rắn rất bé nhưng không giữ. Không giữ như là vợ mẹ gái im. Im đủ. Mày thò tay vào nó cắn cho mày coi. Đấy, thò tay vào xem. Thấy nó ngóc đầu chưa? Mà hết con này nó giữ lại. Phải quay phim nó lại. Xem nó là giống rắn gì.